Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong các bữa ăn hàng ngày sẽ là một thiếu sót không hề nhỏ nếu như thiếu đi món đậu bắp, một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng và dễ ăn trong ẩm thực người Việt. Nói về đậu bắp, không những góp phần bổ sung thêm độ phong phú của bữa ăn mà còn là thực phẩm đầy chất dinh dưỡng cho sức khỏe. Với những bạn còn mơ hồ về những lợi ích của loại đậu này, hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu thêm về những điều thú vị xoay quanh loại thực phẩm này nhé. 15 tác dụng của đậu bắp và 4 tác hại nên biết. Đậu bắp là gì? Thành phần dinh dưỡng ra sao? Đậu bắp hay còn gọi là mướp tây, bắp còi, gôm là một loại thực vật dễ trồng ở khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra còn có giá trị dinh dưỡng cao vì cho ra loại quả non có thể ăn được. Ngoài hương vị thơm ngon, đậu bắp còn có độ nhớt đặc trưng và màu xanh tươi mát. Bên cạnh đó, trong đông y cũng đã áp dụng loại đậu này cho những bài thuốc quý rất tốt cho sức khỏe. Thành phần dinh dưỡng. Trong đậu bắp chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như vitamin A, C, axit folic, kali, v.v. và một số khoáng chất thiết yếu khác. Đặc biệt, chất xơ chứa trong đậu bắp cũng chiếm tỷ lệ khá cao. Ngoài ra, trong đậu bắp còn chứa một số vi chất khác như oxalate, solanine, fructan, v.v. Một điều cần lưu ý là bạn phải hiểu rõ tác dụng của những loại vi chất này để có thể sử dụng đậu bắp đúng cách. Vì nếu sử dụng đậu bắp bừa bãi hoặc ăn quá nhiều có thể gây hại cho cơ thể. 15 tác dụng của đậu bắp nên biết. 1. Ngừa bệnh thiếu máu. Trong đậu bắp có chứa nhiều vitamin K, B, sắt, kẽm, mangan, v.v. sẽ có khả năng thúc đẩy quá trình sinh sản ra nhiều tế bào hồng cầu trong cơ thể. Vì vậy, với những người mắc chứng bệnh thiếu máu, hãy thường xuyên ăn đậu bắp hoặc pha cho mình một ly nước ép từ đậu bắp sẽ giúp cải thiện tình trạng trên một cách hiệu quả. 2. Trị ho và viêm họng. Nước ép đậu bắp là vị thuốc hiệu quả và tiết kiệm cho những người hay có triệu chứng ho hoặc viêm họng. Đặc tính có trong loại nước ép này là kháng khuẩn và diệt trùng vi khuẩn tốt, vì thế sẽ đem lại hiệu quả trong việc trị chứng ho, viêm họng. Cách thực hiện loại nước ép. Đầu tiên, bạn lấy lá và rễ cây đậu bắp rửa thật sạch, cắt nhỏ ra rồi đem phơi khô. Sau đó, lấy 10 đến 16 gram đậu bắp khô, xắt thành nước uống hoặc có thể súc miệng hàng ngày. 3. Điều trị bệnh tiểu đường. Theo một nghiên cứu của một số nhà khoa học cho biết, một số chất tương tự trong hoạt chất insulin có trong đậu bắp có khả năng giảm hàm lượng đường trong máu. Do đó, để cải thiện và chữa dứt điểm bệnh tình, bạn nên sử dụng nước ép đậu bắp thường xuyên để đạt được hiệu quả tốt nhất. 4. Hỗ trợ chức năng sinh lý ở nam giới. Với phái mạnh, muốn cải thiện chức năng sinh lý mà không cần sử dụng thuốc hỗ trợ thì đậu bắp được xem là thần dược để giải quyết vấn đề này. Trong đậu bắp có chứa thành phần dạng glucide, phosphoglycerate và một số chất dinh dưỡng khác có tác dụng tăng cường cường độ dòng máu chảy đến vùng sinh dục. Từ đó, khả năng cương cứng cũng cho thấy hiệu quả. Vì thế, các bạn phái mạnh có thể bổ sung đậu bắp vào khẩu phần ăn mỗi ngày với nhiều cách chế biến khác nhau như ăn sống, luộc hoặc nấu canh để tăng cường khả năng sinh lý nam. 5. Loại bỏ lượng cholesterol xấu. Bản chất của đậu bắp là loại thực phẩm giàu chất xơ, hòa tan nên có khả năng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể một cách hữu hiệu. Ngoài ra, sử dụng đậu bắp thường xuyên cũng giúp bảo vệ hệ tim mạch khỏi những triệu chứng hay mắc phải về tim mạch. 6. Cải thiện hoạt động hệ tiêu hóa. Cũng chính nhờ chất xơ có nhiều trong đậu bắp
giúp cho việc trị bệnh táo bón trở nên hiệu quả hơn so với những loại thực phẩm khác. Đậu bắp có công dụng tương tự như những loại thuốc nhuận tràng hiện nay, sẽ giúp tăng cường nhu động ruột. Ngoài ra, còn có khả năng đào thải các độc tố trong cơ thể. 7. Nâng cao hệ miễn dịch. Trong thành phần dinh dưỡng của một ly nước ép đậu bắp có chứa tỷ lệ vitamin C và một số hoạt chất chống oxy hóa cao. Với loại vitamin C sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Khi muốn chế biến đậu bắp trong những bữa ăn, bạn nên nấu ở nhiệt độ thấp, không được để đậu chín quá để có thể giữ trọn vẹn được chất dinh dưỡng. 8. Tốt cho làn da. Đối với việc làm đẹp ở phái nữ, đậu bắp cũng là một trong những thành phần nguyên liệu tự nhiên được chị em ưu dùng để cải thiện làn da. Đó là bởi trong đậu bắp có chứa nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng thanh lọc cơ thể, giúp cải thiện làn da bị tổn hại do các bệnh ngoài da gây ra. Để có được làn da mịn màng và trắng sáng bằng đậu bắp, bạn có thể sử dụng đậu bắp làm mặt nạ kết hợp với một số loại nguyên liệu tự nhiên khác. Nên đắp mặt nạ hỗn hợp đó 2 lần một tuần để có được kết quả như mong muốn. 9. Chữa bệnh hen suyễn. Những thành phần chủ chốt giúp hỗ trợ điều trị hen suyễn có trong đậu bắp chính là vitamin C và các chất chống oxy hóa. Thường xuyên sử dụng đậu bắp để ăn hoặc làm nước ép sẽ giúp giải quyết các vấn đề về hô hấp một cách hữu hiệu. 10. Giúp xương thêm chắc khỏe. Không phải ngẫu nhiên mà cho rằng đậu bắp có khả năng giúp xương chắc khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, loại thực phẩm này chứa hàm lượng lớn vitamin K và folate. Đây là những hoạt chất giúp tăng cường sức khỏe cho hệ xương khớp, nhờ khả năng tăng độ xương, ngăn ngừa hiện tượng loãng xương ở người già. 11. Phòng chống bệnh ung thư. Nhờ bản chất giàu chất chống oxy hóa của đậu bắp, những hoạt chất này có khả năng loại trừ các tác hại của các gốc tự do, nguyên nhân chính dẫn đến ung thư. 12. Hỗ trợ chức năng sinh sản cho mẹ bầu. Hàm lượng cao chất folate chứa trong đậu bắp là yếu tố cần thiết nhất đối với những bà mẹ trước khi thụ thai. Việc bổ sung thêm đậu bắp vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp làm giảm tỷ lệ dị tật ống thần kinh của thai nhi sau này. Ngoài ra, hấp thụ nhiều folate trong giai đoạn thai kỳ sẽ tăng cường sức khỏe cho cả mẹ lẫn bé. 13. Bổ cho mắt. Đậu bắp thực sự có lợi cho mắt là bởi vì trong đậu có chứa vitamin C và A, có khả năng cải thiện thị lực. Ngoài ra, còn làm giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể, bị thoái hóa điểm vàng ở mắt. 14. Bổ thận. Tính chất của đậu bắp là loại thực phẩm giúp lợi tiểu. Nếu ăn thường xuyên sẽ giúp thanh lọc cơ thể, từ đó sẽ tăng khả năng đào thải lượng nước dư thừa, ngăn ngừa chứng đầy hơi. 15. Điều trị bệnh khớp. Những thành phần chính có trong đậu bắp có thể kể đến như canxi, vitamin K, axit folic có chức năng ngăn ngừa hiện tượng bị loãng xương hiệu quả. Bên cạnh đó, còn là yếu tố quan trọng trong quá trình tái tạo ở mô xương, hồi phục tổn thương ở khớp xương. Để tận dụng được hiệu quả của đậu bắp, khi chế biến, bạn dùng 10 quả đậu bắp đem rửa sạch, cắt bỏ phần đuôi rồi thái thành từng lát dài và mỏng. Sau đó cho đậu bắp vào bình nước sôi để đun thành nước uống, có thể ăn cả cái để bổ sung chất xơ. Một số tác hại của đậu bắp. Nguy cơ sỏi thận. Theo các khuyến cáo từ các chuyên gia dinh dưỡng, những loại thực phẩm có nhiều thành phần, chất oxalate sẽ gia tăng nguy cơ mắc bệnh sỏi thận dạng calcium oxalate. Do đó, những người mắc phải bệnh sỏi thận không nên dùng đậu bắp để tránh gây ảnh hưởng đến tình trạng bệnh. Không tốt cho người bị đông máu. Tuy đậu bắp giúp ổn định lượng cholesterol trong máu, nhưng đối với một số trường hợp đặc biệt, nếu đang sử dụng thuốc chống đông máu thì cần phải tránh tiếp xúc với đậu bắp. Đó là vì loại vitamin K chứa trong đậu bắp có khả năng tạo nên hiện tượng huyết khối, hay còn gọi là đông máu. Do vậy, nếu ai đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc đang có những biểu hiện đông máu, tốt nhất không nên dùng đậu bắp để tránh tác động
bởi một số tác dụng phụ không mong muốn. Người bị viêm khớp. Hoạt chất solanine có trong đậu bắp là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng không tốt đến những người có bệnh viêm khớp. Tuy nhiên, không phải ai cũng bị mẫn cảm với hoạt chất này. Vậy nên, cần phải lưu ý khi sử dụng đậu bắp hoặc có thể chuyển sang dùng những thực phẩm có chứa ít chất solanine hơn. Gây tiêu chảy. Ngoài khả năng bị tiêu chảy là do vệ sinh an toàn thực phẩm, thì những thành phần chính của đậu bắp cũng có thể là nguyên nhân gây ra triệu chứng tiêu chảy. Đối với những người có vấn đề về đường ruột, thì những hoạt chất như fructan trong đậu bắp sẽ khiến bạn dễ bị tiêu chảy. Một số thắc mắc về đậu bắp. Uống nước đậu bắp luộc có tác dụng gì? Ngoài cách ăn sống hoặc chế biến đậu bắp trong các món ăn, thì việc luộc lấy nước uống cũng sẽ giúp hỗ trợ điều trị một số loại bệnh thông thường hiện nay. Hơn nữa, khi luộc sẽ giúp cơ thể hấp thụ trọn vẹn hơn những dinh dưỡng có trong đậu bắp. Uống nước đậu bắp nhiều có tốt không? Dùng đậu bắp làm nước uống mỗi ngày sẽ có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải lưu ý về liều lượng sử dụng, nhất là với những người có vấn đề về tiêu hóa, mẫn cảm với các thành phần của đậu bắp, nên cân nhắc việc sử dụng đậu bắp để tránh gây phản tác dụng. Trẻ em ăn đậu bắp có tốt không? Thường khi trẻ đã đủ 1 tuổi trở lên thì có thể cho trẻ ăn đậu bắp để bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết. Cũng nên lưu ý chỉ cho bé ăn từ 2 đến 3 lần một tuần. Mỗi lần ăn khoảng 50 đến 150 gram là đủ hàm lượng dinh dưỡng cần thiết cho một ngày. Ăn đậu bắp có tốt cho bà bầu không? Đậu bắp được đánh giá là một trong những loại thực phẩm có lợi ích cao cho bà bầu, nhờ hàm lượng chất xơ cao. Ngoài ra còn có axit folic, calo và một số khoáng chất khác. Vì thế, có thể chế biến đậu bắp theo nhiều cách mà không phải lo ngại về sự hụt thiếu chất dinh dưỡng trong loại thực phẩm này. Ăn đậu bắp có tăng cân không? Câu trả lời là không. Điểm đặc biệt ở loại đậu bắp này là hoàn toàn không chứa chất béo, giúp tránh tình trạng dư thừa chất béo trong cơ thể. Bên cạnh đó, chất xơ dồi dào có trong đậu bắp sẽ giúp cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa và đem lại sự hiệu quả trong quá trình giảm cân. Ăn đậu bắp có tốt cho da không? Thực tế, nhiều người đã lựa chọn đậu bắp làm nguyên liệu tự nhiên để chăm sóc da, để thay thế cho những mỹ phẩm đắt tiền. Lý do là vì nhờ có chứa vitamin C và K có trong đậu bắp sẽ giúp cải thiện dấu hiệu lão hóa da. Ngoài ra còn có khả năng giữ cho làn da luôn tươi sáng và khỏe mạnh. Ăn đậu bắp có bị ho không? Ăn đậu bắp thường xuyên không những không gây ho mà còn giúp chữa trị triệu chứng ho và viêm họng một cách hiệu quả. Đó là nhờ đặc tính kháng khuẩn và tiệt trùng của đậu bắp. Nên bạn hãy thường xuyên dùng nước ép đậu bắp để giảm thiểu những dấu hiệu trên nhé. Vết thương hở có ăn đậu bắp được không? Hiện tại vẫn chưa có nghiên cứu nào giải đáp được thắc mắc này, nhưng dựa trên những thành phần có trong đậu bắp, thì việc ăn đậu bắp sẽ không gây ảnh hưởng gì đến vết thương. Hơn nữa, trong đậu bắp có chứa một số vitamin và khoáng chất giúp sản sinh các tế bào hồng cầu, từ đó sẽ thúc đẩy quá trình làm lành vết thương. Ăn đậu bắp có bị nổi mụn không? Đặc tính của đậu bắp là tính mát, vậy nên khi ăn sẽ không gây ra hiện tượng nóng trong người. Thậm chí, ăn đậu bắp mỗi ngày còn giúp tăng cường bổ sung collagen và những vitamin thiết yếu giúp cho làn da căng mịn và ngày càng khỏe khoắn hơn. Ăn đậu bắp sống hay chín là tốt? Thông thường người Việt thường chế biến đậu bắp bằng nhiều cách như luộc, hấp, nướng hay nấu canh. Còn riêng việc ăn sống hoặc uống nước ép của đậu bắp thì ít ai thực hiện vì chưa hiểu rõ về loại thực phẩm này. Tuy nhiên, trên thực tế, giá trị dinh dưỡng của đậu bắp sẽ cao hơn nhiều nếu bạn uống nước ép đậu bắp hoặc ăn trực tiếp mà không cần chế biến. Nếu cảm thấy khó ăn sống thì bạn có thể dùng làm nước ép và kết hợp thêm một số củ quả phù hợp khác để tăng thêm tính bổ dưỡng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên.
Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.